Chào mọi người đã trở lại với kênh xe tải của Khanh. Thì hôm nay là ngày thứ bảy, Khanh vừa hoàn thiện xong một cái con xe Isuzu WeGR 210 cho khách hàng của Khanh. Và hôm nay Khanh sẽ quay video cho khách hàng xem cũng như là nghiệm thu, kiểm tra chất lượng của xe này bên xưởng thùng bên Khanh sẽ đóng như thế nào. Thì cái con này là gần như là 90% là xong rồi nha. Chờ nghiệm thu và chuẩn bị ra phiếu để mà đi làm biển số giao cho khách hàng luôn. Thì cái con Isuzu WeGR 210 này thì nó sẽ có hai tải cho mình lựa chọn. Một là 1.9 và là 2.4, thì để cho anh em nào vào thành phố thì lấy con này. Còn như anh em nào mà đi đường tỉnh không vào thành phố thì mình lấy loại là 270. Thì con đó lên tải được là 2.8. Đó, con đó thì nó đi đường tỉnh thì nó lợi hơn, giá tiền thì nó như nhau thôi. Mình lấy loại nào cũng được. Thì cái mẫu mới của nhà Isuzu là cái loại WeGR đầu vuông như thế này thì được rất là nhiều người thích nè. Cái pin rộng rãi, nâng cấp nhiều cái nè. Mặt ga lăng ví dụ như về cái phần trước là phần cabin, rồi phần bên trong là phần không gian bên trong cabin đó, rất là rộng, thoải mái. Nói chung là nhiều người rất là thích, rồi đặt hàng gần như là trong phân khúc xe mà tầm khoảng 2 tấn. Vừa là chúng ta hồi đó giờ có Isuzu với là Hyundai là cạnh tranh với nhau, nhưng mà đợt này là Isuzu ra cái mẫu cabin đầu vuông như thế này là Hyundai gần như là lép vế rất là nhiều so với Isuzu đó. Thì đợt này Isuzu bắt đầu nó có hàng lại rồi, nếu anh chị em nào mà đang có nhu cầu muốn lấy Isuzu á thì cứ liên hệ với Khanh nha. Đó, xe đang có sẵn giao ngay. Thì đây là một con, còn như mà quý khách hàng nào muốn đóng cái thùng option hay thùng như thế nào thì cứ gọi trực tiếp với Khanh. Khanh sẽ báo giá chi tiết option đó sẽ như thế nào, giá cả vô cùng hợp lý cho mình nha. Kia một con thùng kính đang chạy về nữa kìa. Đó, xe bên Khanh là về liên tục. Cái mẫu này phía trước thì anh em nhìn rồi, anh em nhìn biết cabin đầu vuông thì rất là thịnh hành trong thời gian gần đây. Thì Khanh giới thiệu nhanh thôi. Đó, như anh em thấy chữ Isuzu trước giờ của mình nè. Đó, chữ Blue Power công nghệ của nó nè. Phía trước chúng ta sẽ có cái lưới tản nhiệt màu đen, nhìn xe mình nó cứng cáp hơn, chắc chắn hơn. Đó, đèn là đèn đứng. Đèn này có đó là trên những cái dòng như là NMR, NQR, NBR đó, bây giờ nó chuyển xuống cho cái thằng WeGR luôn. Đó, nhìn xe mình rất là đẹp nè. Đó. Khách hàng nói chung là khách hàng nào mà có điều kiện á thì mình lấy những cái con xe chính hãng như thế này đi cho nó chất lượng. Đó. Đang coi xe tránh lui vậy. Đó, đây là cái thùng của mình gần xong rồi nè. Đây con thùng kính của anh tài xế đang chạy vô, con thùng kính nữa đó, anh em thấy không, về liên tục xe xong rồi, xe lúc nào cũng có hàng giao cho khách hàng hết. Con này là gần xong nè, con này con thùng kính này xong rồi nè, còn con này là 90%. Con này chờ mấy cái trụ nè. Mấy cái trụ bây giờ Khanh đang sơn lại mấy trụ nè. Đó, xả ra sơn lại. Thì Khanh làm thêm cho khách hàng cái option là cái lường inox, cản inox, tay khố bản lề là inox. Đó, cái thùng này là thùng gần như là thùng tiêu chuẩn, mình chỉ thay đổi một xíu thôi nha. Cái vách trước là vách mặt dựng cabin là Khanh làm inox dập lá me dày 1.5 ly. Nè, cho anh em coi nè, inox dập lá me dày 1.5 ly. Đó, được chưa? Thùng này thì nhìn cứng cáp, còn như anh em nào có điều kiện thì mình lấy cái như là trụ inox nè, bẩn nhôm đó thì nó sẽ chắc hơn. Có điều kiện thì mình lấy những cái con như thế. Còn như khách hàng của Khanh thì họ không cần mà thùng inox, họ chỉ cần cái thùng nhìn sao cho nó cứng cáp với lại nhìn cho sáng xe. Thì Khanh đã tư vấn cái option như thế này là option gần như là option tiêu chuẩn rồi đó, thì thay thế bằng cái lường inox thôi. Còn phía dưới đây chúng ta sẽ có là cái dì inox 201. Cái tiếp đỡ gì là phi tròn đó, phi lớn luôn. Đây là con này là ở sau Khanh làm sẽ làm vỉ trống nha. Nè, đợt này Khanh làm vỉ trống cho khách hàng, đây anh em thấy không, phi trống phía sau trống. Cái trống thì nhiều khách hàng rất là thích nè, chứ cái nền theo tiêu chuẩn á, là đa số gần như cái con này làm cửa mở nhiều khách hàng đi trái cây đi vào những cái mặt mà bóc hàng á nó hẹp á, thì cái cửa cái vị trống như thế này á thì nó thích hợp hơn là cái cửa mở đó. Với lại mà đi khi mà anh em đi đường á thì cái cửa trống ví dụ như anh em mới quên gài khóa tôm hay là khóa tôm nó bị bung ra á, thì nó cũng không ảnh hưởng tới những người xung quanh, nó chỉ đập lên đập xuống vậy thôi, nó không ảnh hưởng xung quanh. Còn như mà cửa mở như thế này á, vừa ví dụ như anh em mà cái cửa này nó bị bung ra thì nó sẽ ảnh hưởng, nó bật ra nó ảnh hưởng người xung quanh rất là nguy hiểm đó. Thì nên là anh em cẩn thận suy nghĩ kỹ khi lấy cái loại nào thì cứ nói cho Khanh, Khanh sẽ lấy. Đây là con thùng kính nha, thùng kính thì Khanh sẽ làm cho khách hàng như con này Khanh cũng làm nè, là Khanh làm cái khung bao đèn inox, cản sau inox. Khách hàng yêu cầu cái cản sau là làm thụt vô một xíu
đó, chứ đáng lẽ là phải lồi ra nhưng mà khách hàng kêu là không cần thiết, nên là chỉ để vậy thôi đó. Rồi cái làm thêm mấy cái mấy nóc đỡ cái biển số này đó, chứ nhìn rất là đẹp nha. Xe sẵn giao ngay nha, anh chị em nào mà còn thì liên hệ Khanh. Đối với cái dòng WKR 210 và thùng kính á, thì nó chỉ có tải một tấn kính thôi, còn như thằng này thì nó được thêm tải 2 tấn 3 nữa. Thằng thùng bạc thì có lên tải cao một xíu. Còn như anh em nào mà đi đường tỉnh á, thì lấy cái con như Khanh nói là WKR 270 nha. Bây giờ anh em mình sẽ lên phần nội thất luôn đó. Lên luôn, em lên đi. À, nội thất cái con này thì anh em sẽ thấy đặt vào bên trong nội thất là cái ghế của mình là ghế da rất là xịn nha, mà cái mùi rất là thơm nè. Cái ghế này cái theo Khanh nghĩ là cái mùi này là mùi tiền đó anh em đó, rất là đẳng cấp. Leo lên xe là nói chung ai mà đi những cái dòng này thì tự nhiên đẹp trai hẳn ra đó. Dòng có điều kiện thì mới đẹp trai nha, có tiền mới đẹp trai nè. Isuzu WKR 210 cái nội thất thay đổi hoàn toàn, ghế da, vô lăng, rồi đồng hồ, mấy cái phần giao diện phía trước đây nè, đó, này còn như là thay đổi hoàn toàn hết, rất là đẹp. Nếu mà Isuzu mà có hàng giao đều đặn như thế này thì các đối thủ mà cùng phân khúc thì Khanh bảo đảm này thì rất là vất vả đó. Xe thì có rất là nhiều lợi thế, lớp này lớp trước là lớp sau bằng nhau, lớp 7-16 nữa đó, rất là nhiều cái hay trên con xe này. Giờ anh em mình qua coi sơ sơ con thùng kính nữa nha. Thùng kính thùng bạc có sẵn giao ngay. Đây, con này thùng bạc nha. À, thì giá lăn bánh thì tùy theo tỉnh. Nếu mà anh em chọn tỉnh gần công ty Khanh á, thì giá nó tầm khoảng 600-605 nha. Tầm đó thôi. 600-605 là có một con xe chính hãng chạy rồi. Trả góp thì trong đây hơi tối nha. Đây thùng kính. Thùng kính thì mình sẽ có sàn là sàn sắt, vách trong là tôn kẽm, vách ngoài là inox nha, thùng kính. Nếu mà anh em nào mua trả góp á, thì chuẩn bị cho Khanh tầm khoảng 25-30% giá trị xe. 25-30% nha. Thủ tục thì chỉ cần chứng minh sổ khẩu với đăng ký kết hôn là được. Thì Khanh sẽ hỗ trợ vay phần lãi ngân hàng theo thủ tục hồ sơ đó đơn giản. Nguồn thu yếu, anh em tài xế nào mà lần đầu tiên lập nghiệp không chứng minh được nguồn thu, Khanh vẫn hỗ trợ vay cho anh em được nha, bình thường. Anh em cứ yên tâm, cứ gọi trực tiếp cho Khanh, Khanh sẽ tư vấn rõ cho anh em về cái mấy vấn đề mà trả góp. Thì Khanh gần như là người làm ngân hàng rất là xiền, nên là anh em cứ gọi trực tiếp cho Khanh nha. Đó, cái thùng kính nè. Thùng kính thì thường thường anh em sẽ thấy nha, một cái đơn rất là đơn giản, một cái chi tiết rất là nhỏ, nhưng mà không phải ai cũng để ý là cái thùng kính thường thường là nó chỉ có một cái đèn thôi. Đó, một cái đèn thôi, nhưng mà cái bên công ty Khanh sẽ làm cho khách hàng hai cái đèn. Đó, hai cái đèn LED để mà khách hàng có bốc hàng ban đêm thì nó rất là sáng chứ dễ dàng. Và thêm một cái nữa là cái đèn hông như chỗ khác á, là nó chỉ có hai cái đèn hông thôi, ở trước một cái ở sau cái, nhưng mà Khanh làm ba cái cho khách hàng luôn. Tuy rằng cái này không bao nhiêu tiền cả, nhưng mà nó là một cái chi tiết rất là nhỏ, nhưng mà làm mình làm hài lòng cho khách hàng từng chi tiết nhỏ nhất đó, để khách hàng mà mới có cái thiện cảm về bên mình đó. Thì rất là cảm ơn tất cả quý khách mà dạo thời gian gần đây ủng hộ Khanh rất là nhiều. Khanh làm rất là nhiều xe để mà giao cho khách hàng, rất là bận luôn thực sự. Để mà quay clip cho anh em, Khanh cũng ráng sắp xếp rất là nhiều công việc, cũng như là sắp xếp thời gian giao xe cho khách, rồi hồ sơ cho khách này nọ các kiểu, rồi mới có thời gian để mà quay clip cho khách hàng đó. Đó, rồi anh em nào mà cần nhu cầu gì á, cứ điện cho Khanh, Khanh sẽ tư vấn tìm cho anh em một cái con xe thích hợp với cái option thùng nó hợp lý, giá cả là bảo đảm sẽ hợp lý nhất cho anh em mình. Rồi anh em nào mà đang xem mà còn hỗ trợ gì cứ gọi cho Khanh nha, số điện thoại Khanh phía dưới đó, gọi cho Khanh, Khanh sẽ tư vấn thêm cho anh em mình. À, anh em nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ Khanh nha. Bây giờ chắc Khanh sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp anh em ở video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.